Xin chào toàn thể anh em đội bóng thân thương đang theo dõi cặp bóng đá. Rất vui được gặp lại mọi người trong Q&A của số tuần này. Bạn hỏi và Phước Nhân sẽ trả lời. Tuần này chúng ta sẽ chỉ nói về những câu hỏi liên quan đến chủ đề xoay quanh phân biệt chủng tộc và nạn bạo lực sân cỏ. Trong tuần vừa qua thì Neymar và Alvaro Gonzalez đã để lại những cái ồn ào sau vụ việc ở trận derby nước Pháp giữa Marseille và PSG, và đó cũng là cảm hứng để chúng mình mang đến một cái chủ đề mà cũng rất nóng và cũng được rất nhiều bạn quan tâm vào lúc này. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với câu hỏi đầu tiên. Câu số 1 đến từ bạn Phạm Duy Khánh. Chào anh Cảm Cắt Moiskin. Vụ phân biệt chủng tộc dẫn đến hậu quả nặng nề nhất trong lịch sử bóng đá là vụ việc nào? Phân biệt chủng tộc là một hành vi tiêu cực của bóng đá nói riêng và thể thao nói chung. Vậy FIFA đã có những án phạt hay luật lệ nào để xử lý những kẻ phân biệt chủng tộc cũng như bảo vệ các nạn nhân hay chưa? Cảm ơn câu hỏi của Khánh. Với riêng cá nhân mình thì vụ phân biệt chủng tộc để lại cho mình nhiều cái ấn tượng nhất cho đến thời điểm này của bóng đá luôn. Đó chính là vụ việc đau lòng giữa Marco Materazzi và Zinedine Zidane ở trận chung kết World Cup 2006. Zidane thậm chí là một người da trắng và là một người châu Âu. Tuy nhiên, anh lại phải nhận những cái lời lẽ bị xúc phạm và miệt thị từ chính một người da trắng khác. Zidane là một cầu thủ người Pháp, nhưng mà là gia đình anh là gốc người Algeria. Thì với những cái người châu Âu, đặc biệt là với người Pháp, thì những người Algeria là những người nhập cư. Họ sống ở những cái khu ổ chuột rất là rẻ tiền. Họ luôn trộm cắp, luôn phạm tội. Và trước đây thì người Algeria nhập cư đến châu Âu, 90% trong số họ, gần như 100% người Algeria trước đây nhập cư vào châu Âu là để làm nô lệ. Cho nên là những cái người mà có gốc gác từ Algeria, từ châu Phi thì thường bị rất xem thường. Sự việc này với mình nó còn nặng nề ở chỗ là cái nơi mà diễn ra, đó là sân khấu của một trận chung kết World Cup. Zidane cũng là cầu thủ hay nhất của giải đấu năm đó, nhưng trước sự xúc phạm không chỉ dành cho Zidane mà đến miệt thị cả mẹ và chị gái của mình, thì Zidane đã không còn giữ được sự bình tĩnh. Nếu như ai theo dõi Zidane chơi bóng thì ai cũng biết rằng ông là một cầu thủ cực kỳ điềm tĩnh và rất là hiền hòa trên sân. Tuy nhiên, đến mức mà Zidane phải quay lại và tung một cái cú húc đầu như vậy thì chắc chắn Marco Materazzi đã dành những cái lời lẽ không hề dễ chịu chút nào cho danh thủ người Pháp. Và hậu quả sau đó thì thật nặng nề khi mà Pháp để thua Ý trên chấm 11m, trong khi Zidane thì cúi đầu đi ngang chiếc cúp vàng trong trận đấu cuối cùng của anh cho đội tuyển quốc gia. Một hình ảnh mà nó vẫn ám ảnh bản thân của mình cho đến tận ngày hôm nay. Hiện nay thì FIFA cũng như UEFA đã lên tiếng chấn chỉnh và làm triệt để trong cái công tác là chống nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá. Và cái hình phạt kịch khung của FIFA dành cho một cầu thủ phân biệt chủng tộc đó là phạt tiền và cấm thi đấu ít nhất là 10 trận. Và với cá nhân mình thì 10 trận đấu này nó vẫn còn hơi nhẹ, và Liên đoàn bóng đá thế giới nên cân nhắc để mà có thể linh động thay đổi cái mức phạt này tùy vào cái mức độ vi phạm của cầu thủ đó. Nếu như mà nặng hơn thì có thể cấm cầu thủ đó thi đấu trong vòng 1 năm hay là 2 năm gì đó. Thì mình nghĩ là nếu như mà những cái án phạt nó có sức nặng, nó có sức răn đe hơn thì những cầu thủ mới không dám tái hiện. Cũng giống như là cái việc mà chính phủ vừa ra cái nghị định 100 trong cái việc là đã uống rượu bia thì không lái xe. Và khi mà chúng ta thấy là một cái hình phạt nó nặng và nó đủ sức răn đe thì nó sẽ đem lại, góp phần đem lại hiệu quả. Và mình nghĩ là trong bóng đá cũng nên có những cái áp dụng mức phạt cao hơn như vậy. Câu thứ hai đến từ bạn Minh Phát. Chào anh, tại sao FIFA không phạt nặng về việc phân biệt chủng tộc? Và cho em hỏi vì sao cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ nhưng là bị phân biệt chủng tộc bởi người hâm mộ câu lạc bộ mà họ đang thi đấu? Cảm ơn câu hỏi của Phát. Thật ra về cái vấn đề mà phạt của FIFA thì mình đã có trả lời ở trong cái ý trên rồi, cho nên là mình sẽ chỉ trả lời cái ý sau của Phát thôi. Đó là vì sao mà cổ động viên của một đội bóng lại ở phân biệt chủng tộc với chính cầu thủ ở trong đội bóng của mình. Thì theo như mình có đọc và tìm hiểu thì cái thông tin này thường rất là ít và hình như là không có luôn. Mình không có tìm được một cái câu lạc bộ nào mà có cổ động viên lăng mạ chính cầu thủ trong đội của mình hết. Hầu như 95% và gần như là tuyệt đối là 100% những cái trường hợp mà cổ động viên lăng mạ cầu thủ đó thường đến từ cổ động viên của đối thủ. Giống như việc là những cổ động viên của Man City sẽ không bao giờ miệt thị Balotelli cả, hay như với những người hâm mộ Barcelona, họ sẽ không bao giờ phân biệt chủng tộc với Samuel Eto'o hay Ronaldinho. Cái chuyện đó gần như là không có, mà những cái cầu thủ này họ bị phân biệt chủng tộc bởi những cổ động viên của đối phương. Có thể là cái do là cái cầu thủ đó chơi quá hay và cái đội bóng của đối thủ quá mạnh, cho nên là cái đội nhà của họ bị thua, cho nên là họ bức xúc và không kiềm được sự nóng nảy, đâm ra nó phát ngôn là những cái hành vi đụng chạm đến màu da và sắc tộc.
cái đó cũng là một cái nguyên nhân khiến cho những cầu thủ của cái đội bóng mạnh hơn đó bị ức chế và ảnh hưởng tâm lý. Tóm lại là vẫn chưa có một cái trường hợp nổi tiếng nào mà cổ động viên phân biệt chủng tộc đối với cầu thủ của đội nhà cả. Có chăng chỉ là những cổ động viên của đội đối thủ mà thôi. Và nếu như có cái trường hợp như bạn nói luôn thì mình nghĩ là câu lạc bộ và những cầu thủ sẽ luôn bên vực cái cầu thủ bị phân biệt chủng tộc đó để đưa ra những cái án phạt cực kỳ thích đáng dành cho cổ động viên đó. Có thể là bị cấm đến sân vĩnh viễn trong vòng bao nhiêu lâu đó, hoặc có thể là cấm đến sân vĩnh viễn suốt cả đời. Lấy trường hợp như cái cổ động viên của câu lạc bộ Villarreal, cái người mà đã quăng cái quả chuối xuống trước mặt Daniel Vaz, thì cái cổ động viên đó đã bị cấm đến sân vận động suốt đời. Đó, thì mình nghĩ là nếu như có cái trường hợp như bạn nói thì cổ động viên đó sẽ phải nhận những cái án phạt cực kỳ thích đáng từ câu lạc bộ. Câu thứ ba đến từ bạn Nguyễn Ngọc Hóa. Các cầu thủ ngoài châu Âu và Nam Mỹ thì em thấy rất ít khi được bầu cử quả bóng vàng, mặc dù tài năng của họ là rất thừa, nhưng truyền thông và sức hút của châu lục đó không bằng châu Âu và Nam Mỹ, thì theo anh đó có phải là phân biệt chủng tộc hay không? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Theo mình thì đó hoàn toàn không phải là phân biệt chủng tộc. Mình sẽ phân tích cái câu này cho bạn. Những cái cầu thủ đến từ những cái vùng đất châu Âu hay Nam Mỹ đó, thì đó là những cái vùng đất mà may mắn họ sản sinh ra những cái con người mà tài năng nhất của bóng đá trong suốt lịch sử luôn. Ở trong sách sử hay là sách văn học thì người ta gọi những cái vùng đất như là châu Âu và Nam Mỹ đó là địa linh nhân kiệt, tức là cái vùng đất đó được Chúa Trời ban tặng ra những con người kiệt xuất trong môn thể thao này. Thêm vào đó, châu Âu hay Nam Mỹ họ có nguồn lực tài chính tốt hơn hẳn ở châu Á hay là châu Phi, cho nên là các học viện bóng đá lớn, các câu lạc bộ lớn, các giải đấu lớn và dĩ nhiên là những ngôi sao ở đó cũng lớn hơn ở những cái nơi khác trên thế giới. Cái cách mà họ làm bóng đá nó đã đi từ nền tảng và nó bỏ xa những cái châu lục khác từ lâu rồi. Tiếp nữa, ở Nam Mỹ hay ở châu Âu thì cái bóng đá đường phố của họ phát triển cực kỳ mạnh, không giống như châu Á hay là những cái châu lục khác. Đặc biệt bóng đá đường phố là cái nơi mà đã cung cấp quá quá nhiều những nhân tài cho bóng đá thế giới trong suốt cái chiều dài lịch sử, và hầu hết trong số đó đều đến từ những cái sân bóng đường phố ở châu Âu hay ở Nam Mỹ. Lý do kế tiếp đó là giai cấp giàu nghèo ở Nam Mỹ hay ở châu Âu nó cực kỳ chênh lệch, và một cái đứa trẻ mà yêu bóng đá nó sẽ tìm mọi cách để nó làm giàu, để nó kiếm tiền từ quả bóng và từ chính đôi chân của mình. Và khi mà nó đã nỗ lực, đã cố gắng hết sức mình thì công sức của nó sẽ luôn được ghi nhận. Đó là lý do vì sao chủ nhân của bóng vàng thường là những cầu thủ đến từ châu Âu, hoặc nếu có ngoài châu Âu thì cũng sẽ là những cái cầu thủ Nam Mỹ như là Ronaldinho, Kaká, Ronaldo de Lima, Rivaldo, Messi, v.v. Trong lịch sử quả bóng vàng cũng đã từng có một người duy nhất đến từ châu Phi tạo được một cái kỳ tích, đó là cầu thủ người Liberia, ông George Weah. Vậy nên theo mình, những cầu thủ từ châu Phi hay là châu Á, thậm chí là Nam Mỹ luôn, nếu như mà họ muốn giành được quả bóng vàng thì họ phải nỗ lực, cố gắng gấp 5, gấp 10 lần những cầu thủ ở châu Âu, và họ phải xuất sắc gấp đôi, gấp 3 những cầu thủ ở châu Âu. Câu thứ tư đến từ bạn Long Huỳnh. Chào anh Cảm, đây là lần đầu em làm chuyện ấy. Vấn đề phân biệt chủng tộc và bạo lực sân cỏ, đây là hai vấn đề có liên quan mật thiết với nhau. Chỉ cần một lời miệt thị là có thể dẫn đến ẩu đả, nhưng hậu quả khó lường có thể tránh khỏi. Em được biết vụ phân biệt chủng tộc tai tiếng giữa Suarez và Evra, khi Suarez sau đó từ chối bắt tay Evra. Khi xem đoạn clip thì cá nhân em thấy Evra đã quên đi vụ việc trước và muốn bắt tay làm hòa, nhưng Suarez lại không muốn như vậy. Vậy, giả sử đặt trường hợp anh là Patrick Evra vào lúc đó, anh sẽ xử lý tình huống theo cách của mình như thế nào khi bị Suarez từ chối? Cảm ơn câu hỏi của bạn, một câu hỏi cũng rất là thú vị. Nếu như đặt trường hợp mình là Patrick Evra ở trường đấu đó, thì trong lúc mà diễn ra trận đấu thì mình sẽ đứng đằng sau lưng của Suarez, mình rình anh ta. Khi mà anh ta sơ hở một cái là mình sẽ cắn ngay vào vai của anh ta liền. Nhưng mà nói chứ là cầu thủ chuyên nghiệp, ai lại đi cắn vào vai bao giờ, đúng không? Mình sẽ làm giống như Evra, mình sẽ im lặng. Thì khi mà đội bóng của mình giành chiến thắng sau đó thì mình sẽ tìm một cái cách ăn mừng nào đó nó kín đáo và nó tế nhị như Patrick Evra. Câu thứ 5 đến từ bạn Huỳnh Đức Duy. Em chào Cảm, anh cho em hỏi là liệu những cầu thủ châu Á như Son, Minamino có bị phân biệt chủng tộc trong tương lai hay không? Em thấy có rất ít trường hợp những cầu thủ châu Á bị phân biệt chủng tộc, và anh cho em hỏi từ trước đến giờ có trường hợp nào là cầu thủ châu Á bị phân biệt chủng tộc nổi tiếng nhất? Cảm ơn câu hỏi của Đức Duy. Son Heung-min trong quá khứ đã từng bị phân biệt chủng tộc ở Leverkusen khi mà anh thi đấu ở Đức, và thời gian đầu chuyển đến Tottenham thì anh cũng bị những cái cổ động viên của Chelsea dùng những cái lời lẽ miệt thị. Thì mình nghĩ là nếu như mà trong tương lai Son Heung-min và Minamino còn đá Premier League thì
họ khó có thể bị phân biệt chủng tộc, bởi vì cái giải đấu này là một trong những cái giải đấu hàng đầu thế giới, thậm chí là họ còn làm căng hơn cả FIFA và UEFA trong cái việc là chống lại nạn phân biệt chủng tộc nữa. Cho nên là nếu mà còn thi đấu ở Premier League thì mình nghĩ là những cầu thủ châu Á sẽ luôn được bảo vệ. Nói về những cái cầu thủ châu Á bị phân biệt chủng tộc ở Premier League thì chúng ta thấy có việc là Son Heung-min, khi mà anh bị những cái cổ động viên của Chelsea gọi là cái thằng phát tán corona, hay trước đó là Park Ji-sun trong ảo của Man United cũng đã từng bị cổ động viên của đối phương gọi là cái thằng mọi ăn thịt chó. Mà đúng là hồi xưa Park Ji-sun có ăn thịt chó, thì tất nhiên là vẫn có những cái vụ phân biệt chủng tộc đối với người châu Á. Tuy nhiên mà với cá nhân mình thì người châu Á mình ít bị phân biệt chủng tộc hơn là người da đen, đỡ hơn nhiều lắm. Những cái vụ như của Park hay là của Son nó cũng không có diễn ra quá ồn ào, cho nên là vẫn chưa có một cái trường hợp nào nổi tiếng về nạn phân biệt chủng tộc của người châu Á. Cái vụ việc mà xôn xao nhất có lẽ là việc hậu vệ Kuja John bị một đồng đội của mình tại Wolfsburg miệt thị và khiến anh phải uất ức xin ban lãnh đạo cho phép mình rời đội. Cụ thể là trong một cái trận đấu thì hậu vệ người Hàn Quốc này đã để sơ sẩy để mất bóng vào chân của đối phương và dẫn đến bàn thua của đội nhà. Wolfsburg sau đó cũng đã phải nhận thất bại chung cuộc. Thì sau khi trận đấu kết thúc vào trong phòng thay đồ á, thì thủ môn dự bị, cái thằng thủ môn dự bị của cái đội đó mới tới trước mặt của Kuja John và nói với cầu thủ người Hàn Quốc là: "Ê, thằng tàu khửa, tại sao mày lại mang cái thứ bóng đá Trung Quốc của mày đến đây làm gì vậy?" Thì sau cái phát biểu đó thì Kuja John đã rất là đau lòng và anh đã báo cáo việc này lên ban lãnh đạo và cũng đánh tiếng là xin muốn ra đi. Sau đó thì ban lãnh đạo đã phạt rất nặng cái chàng thủ môn dự bị này và bắt anh ta phải gọi điện thoại trực tiếp xin lỗi Kuja John, nhưng mà vẫn không cứu vãn được tình hình. Do là anh bị tổn thương cho nên sau đó là cầu thủ người Hàn Quốc cũng đã rời đội ngay trong kỳ chủ nhiệm mùa đông năm đó. Câu hỏi thứ 6 đến từ bạn Huy Vũ. Theo anh, nếu bị phân biệt chủng tộc thì cầu thủ và trọng tài nên xử lý như thế nào là khôn ngoan? Cảm ơn câu hỏi của Huy Vũ. Với mình thì cái việc mà khi mà bạn là một cầu thủ và bạn đi đá trên sân khách đó, và bạn bị cổ động viên của đối phương dùng những cái lời lẽ miệt thị lăng mạ là một cái chuyện cực kỳ bình thường. Nó rất bình thường luôn. Đối với việc mà Ronaldo khi đá ở sân của Barca hay là Messi đi đá ở Bernabeu cũng vậy, họ luôn phải nhận những cái từ ngữ cực kỳ khó nghe từ người hâm mộ. Và với những cầu thủ da màu thì nó còn tệ hơn, khi mà họ dùng những cái lời lẽ nó nặng nề và nó liên quan đến sắc tộc, về màu da và tôn giáo của họ. Thì với những cái cầu thủ mà đủ bản lĩnh và đủ cá tính như là Samuel Eto'o trước đây, Ronaldinho trước đây hay Daniel Alves, thậm chí anh bị quăng một cái trái chuối ngay trước mặt và anh bình tĩnh anh bóc nó ra anh ăn, hay là gần đây chúng ta thấy là Romelu Lukaku, một cái cầu thủ mà luôn phải nhận những cái lời miệt thị nhưng mà anh vẫn cố gắng nhẫn nhịn và thể hiện đáp trả lại cái câu trả lời đó bằng chính những bàn thắng và những màn trình diễn đỉnh cao của mình trên sân cỏ. Và sau mỗi cái pha ghi bàn thì Lukaku có một cái tình huống ăn mừng như thế này, đó tức là tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết những gì em đang tâm lừa dối đó. Anh không có quan tâm đến những cái đó và anh thể hiện một cái câu trả lời bằng chính, tức là cổ động viên đội khách chửi anh càng bao nhiêu thì anh lại càng đá hay bấy nhiêu. Đó là một cái câu trả lời khôn ngoan và chuyên nghiệp nhất đến từ một cầu thủ. Còn với những cái người mà không giữ được bình tĩnh thì sao? Thì với cá nhân mình nha, nếu như mình bị xúc phạm quá nặng và mình bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề đến nỗi không thể thi đấu được nữa, thì mình sẽ xin phép huấn luyện viên được thay mình ra sân, chứ mình sẽ không chọn cách phản ứng lại. Bởi vì theo như những cái trường hợp mà mình thấy trước đây á, cái cầu thủ mà bị phân biệt chủng tộc á, thường thì họ là những người chịu thiệt. Tại vì khi mà cái thằng phân biệt mình á, nó chỉ nói riêng với một mình thôi, không có ai nghe hết, thì trọng tài cũng đâu có thấy đâu, cổ động viên cũng đâu có biết đâu. Và khi mà mình nóng lên, mình bực lại nó, là mình là cái người chịu thiệt. Giống như trường hợp của Neymar, đâu có ai xác nhận được chính xác là thằng Alvaro Gonzalez nó đã nói gì với Neymar đâu. Người ta chỉ biết là Neymar đã sai khi mà đã phản ứng lại và cấu thành nên cái hành vi bạo lực và phải nhận thẻ đỏ rời sân. Zidane cũng là một cái trường hợp như vậy, mặc dù Marco Materazzi mới là những người khơi mào đó. Đó là kinh nghiệm với mình, thì cái người mà bị phân biệt chủng tộc và họ phản ứng lại thì họ cũng chỉ là nạn nhân và chịu thiệt thòi hơn mà thôi. Cho nên là tốt nhất thì mình sẽ xin huấn luyện viên thay mình ra ngoài. Còn đối với trọng tài thì khi mà những cầu thủ trên sân có cái hành vi mà phân biệt chủng tộc thì trọng tài nên lắng nghe từ cả hai phía, tức là lắng nghe từ cả phía người bị hại cũng như là nói chung là lắng nghe từ cả nguyên đơn và bị đơn, lắng nghe từ cả hai phía và báo cáo ngay cái việc này đến ban tổ chức trận đấu, thậm chí là báo cáo đến những cái cấp cao hơn như là ban tổ chức giải đấu, rồi liên đoàn bóng đá của nước sở tại đó để họ vào việc điều tra. Chứ trọng tài cũng không nên
dùng những cái hành vi bạo lực trên sân cỏ để đối đầu với những cái thể loại cầu thủ này. Câu thứ 7 đến từ bạn Khanh Đi. Chào em, bạo lực sân cỏ từ lâu luôn là đề tài nóng trong thế giới bóng đá. Nó luôn gây ra hệ lụy và những tranh cãi. Theo em, đâu là nguồn gốc của những vụ bạo lực sân cỏ nổi tiếng nhất từ trước đến nay? Theo em thì đâu là nguồn gốc và những vụ bạo lực sân cỏ từ trước đến nay là những vụ nào? Trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu hiện tại và trong quá khứ thì đâu là nền bóng đá có bạo lực sân cỏ nhiều nhất? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Nguồn gốc của bạo lực sân cỏ nó đến từ trong máu. Đó là máu điên của những cái cổ động viên quá khích. Và ở nước ngoài họ dùng cái từ là hooligan để diễn tả cái lượng cổ động viên này. Nó khác hoàn toàn so với từ fan để chỉ những cái người hâm mộ chân chính và nhiệt thành. 95% những vụ bạo loạn sân cỏ đều xuất phát từ những hooligan, những cổ động viên quá khích. Và cái vụ bạo loạn mà thảm họa nổi tiếng nhất trong lịch sử với mình đó là thảm họa Heysel. Đó là trận chung kết UEFA Cup giữa Liverpool và Juventus. Ở trên khán đài sân Heysel lúc đó đã xảy ra một cái vụ bạo loạn giữa những cổ động viên của cả hai đội. Nó khiến cho một bức tường của sân Heysel đổ sập và khiến cho 39 người thiệt mạng. UEFA sau đó đã cấm các câu lạc bộ Anh tham gia những giải đấu cấp châu lục trong suốt 5 năm. Và cho đến giờ nó được gọi là giờ đen tối nhất lịch sử các giải đấu của UEFA. Hay như sau này vào năm 1995 thì Eric Cantona cũng đã để lại cái dấu ấn của mình bằng một cú song phi vào người của Matthew Simon, một cổ động viên của Crystal Palace đã dành những cái lời lẽ miệt thị đến mẹ của anh. Trong quá khứ thì với mình, giải ngoại hạng Anh của những năm 90 và đầu 2000 là những cái nơi mà thường xuyên xảy ra bạo lực nhất. Nhưng đến giờ thì nó đã gần hoàn toàn chấm dứt và đã không còn nữa. Premier League giờ đây đang xây dựng một cái giải đấu trong sạch và vững mạnh nhất trên khắp thế giới luôn. Thậm chí bây giờ họ đang đứng nhất thế giới về tất cả mọi mặt. Và dĩ nhiên trong đó có cả bạo lực sân cỏ và phân biệt chủng tộc. Với năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu thì trước đây Đức và Ý cũng có bạo lực sân cỏ khá nhiều, nhưng mà giờ đây thì họ cũng đã giảm hẳn. Ở La Liga thì cũng rất ít những cái trường hợp này. Và với mình hiện tại, ở thời điểm hiện tại thì Pháp, Lyon đang là cái nơi mà vẫn còn chưa thể chấm dứt triệt để được cái vấn nạn bạo lực sân cỏ cũng như phân biệt chủng tộc. Còi thứ 8 đến từ bạn Quốc Mạnh. Chào cả bóng đá. Anh có nghĩ Balotelli sa sút phong độ và trở thành ngựa chứng có phải là do bị phân biệt chủng tộc hay không? Và Serie A có phải là giải đấu phân biệt chủng tộc nhiều nhất không? Cảm ơn câu hỏi của Mạnh. Mình nghĩ là việc Mario Balotelli đánh mất phong độ của mình lý do không nhiều đến từ cái việc phân biệt chủng tộc. Nó cái việc mà phân biệt chủng tộc với Super Mario nó đến từ một cái phần rất nhỏ thôi. Nó hầu như nó chỉ khiến cho anh bị tâm lý ở cái trận đấu đó mà thôi. Còn cái việc mà Mario Balotelli sa sút phong độ thì mình nghĩ phần nhiều là đến từ cái tính cách ương ngạnh của cái cầu thủ này và những cái chấn thương. Giống như trong một cái trường học thì một cái thằng học sinh cá biệt, một cái thằng quậy phá, lúc nào cũng chỉ lo đập phá, không có chịu lo học hành, thì chả có cái trường nào muốn nhận nó cả, hay là cũng chả có cái lớp nào muốn chứa chấp cái học sinh này cả. Và Balotelli cũng là một cái cầu thủ như vậy. Có anh ở trong đội cũng như là có một cái con người chứng bất kham, không thể nào dạy dỗ được, và nó khiến cho đội bóng đó bị xáo trộn về tất cả mọi thứ, và giống như một cái quả bom nổ chậm ở trong phòng thay đồ. Cho nên là cái việc mà những cái đội bóng lớn họ ngày càng họ giữ được cái sự sạch sẽ trong cái đội bóng của mình, cho nên là họ không có cần đến Mauro Balotelli mặc cho tài năng của anh là có như thế nào đi chăng nữa. Và đó cũng là cái do mà đẩy Super Mario đến với những cái đội bóng nó nhỏ hơn, chơi những cái giải đấu nó không còn đỉnh cao nữa. Câu thứ 9 đến từ bạn Nguyễn Hiếu. Chào anh Cảm, theo em biết thì bạo lực sân cỏ ở các câu lạc bộ giải vô địch quốc gia Việt Nam khá nhiều. Vậy cho em hỏi trong quá khứ cho đến nay có nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá Việt Nam hay chưa? Cảm ơn bạn Hiếu. Thật ra V-League nói chung cũng như là những giải bóng đá của Việt Nam nói riêng thì bạo lực sân cỏ là gần như là số 1. Rất nhiều những vụ bạo lực sân cỏ. Tuy nhiên rất vui khi mà chúng ta chưa hề có một cái vết nhơ nào về phân biệt chủng tộc trong lịch sử bóng đá Việt Nam cả. Đó là một cái điều đáng mừng. Mình nghĩ cái thứ nhất á, là do cái người châu Á mình á, cũng rất là hòa hợp với những cái màu da khác, những cái sắc tộc khác ở trên thế giới. Đặc biệt ở Việt Nam mình mà cái Việt Nam mình là cái nơi xính ngoại, cho nên là một cái cầu thủ từ nước ngoài, từ châu Âu, từ châu Phi hay từ đâu đến thì họ cũng luôn được chào đón ở cái đất nước này. Người châu Á thì cái tư tưởng, cái suy nghĩ của họ không có tiêu cực và nó không có ấu trĩ như là những cái người châu Âu da trắng đó. Cho nên là hiếm có cái việc nào mà phân biệt chủng tộc của người châu Á dành cho những cái người da màu hết, hầu như không có. Mình nghĩ lý do xa xôi của cái việc này á, đến từ việc là những cái cầu thủ Việt Nam á, ngày xưa khi mà còn đi học á,
là đã được dạy về cái phân biệt chủng tộc qua thông qua một cái bài hát rồi, cực kỳ nổi tiếng. Và mình tin chắc là ai trong số chúng ta khi mà hồi nhỏ đi học thì cũng đều học thuộc lòng cái ca khúc này. Đó là bài Một Vòng Trái Đất của Tim và Minh Hằng. Ủa, lộn. Đó là bài Trái Đất Này Là Của Chúng Mình. Đó, nó có cái câu là Trái đất này là của chúng mình, vàng trăng đèn tuy khác màu da, đầy hương thơm, nắng tô màu tươi thắm. Màu hoa nào cung quý cũng thơm, màu da nào cung quý cũng thơm. Đó, màu da nào cũng quý cũng thơm hết. Cho nên là những cái cầu thủ Việt Nam đã thuộc lòng cái bài hát này từ khi còn nhỏ rồi. Cho nên là mình rất tự hào khi mà bóng đá Việt Nam nó chỉ có đánh lộn thôi, chứ nó không có phân biệt chủng tộc ở đây. Cùng lắm đánh lộn nhiều, nhưng mà sau cái buổi đánh lộn đó là xem như là hòa, coi như là không có còn xích mích gì nữa. Cùng lắm là trong lúc tức giận, trong lúc mà không kiềm chế được thì thường á, những cái cầu thủ đó chỉ thường là chửi những cái đối phương của mình thôi, chửi những cái cầu thủ nước ngoài thôi. Ví dụ như là đòi làm chuyện đó với mẹ của cầu thủ đó. Đó là cái câu chửi rất là quen thuộc đúng không? Nhưng mà thật ra là không bao giờ mà những cầu thủ Việt Nam sử dụng đến sắc tộc hay là màu da để mà miệt thị một ai đó hết. Câu hỏi cuối cùng đến từ bạn Vinh Đen. Hôm nay em xin đặt câu hỏi về những hình thức phạt nào dành cho cầu thủ nếu như người đó phân biệt chủng tộc và những câu lạc bộ để cho những vận động viên của mình. Trước khi bạn kết lại câu hỏi thì bạn cũng có để lại hai cái hashtag rất là nổi tiếng gần đây của giải ngoại hạng Anh, đó là No Room for Racism, không có căn phòng nào dành cho chứa chấp những cái người phân biệt chủng tộc, hay là Black Lives Matter, mạng sống của người da đen là đáng giá. Cảm ơn bạn Vinh Đen rất nhiều về câu hỏi. Ngày nay bóng đá, những cái giải đấu lớn họ luôn đẩy cao, họ luôn làm rất là căng những cái chiến dịch để chung tay nhằm đẩy lùi nạn phân biệt chủng tộc ở các giải đấu lớn. Với những cầu thủ mà khi vi phạm thì họ sẽ bị cấm thi đấu và bị phạt tiền. Còn với những cổ động viên thì họ sẽ bị tước vé của cái mùa đó và bị cấm đến sân bóng vĩnh viễn. Nếu mà nhẹ thì chỉ có thể bị cấm ở trên sân nhà mà thôi. Còn nếu mà nặng quá thì có thể là bị cái liên đoàn bóng đá nước đó cấm đến tất cả những sân đấu khắp cả nước đó suốt đời. Nói tóm lại, bóng đá là một cái môn thể thao vĩ đại, một cái môn thể thao đẹp và nó dành riêng cho tất cả mọi lứa tuổi, mọi giới tính, mọi màu da, mọi tôn giáo, và nó không phân biệt bất kỳ ai cả. Và hy vọng là chiếc clip ngày hôm nay của Cả Bóng Đá cũng sẽ góp một cái phần tiếng nói nhỏ nhoi, nhỏ xíu vào cái công cuộc đẩy lùi nạn phân biệt chủng tộc và bạo lực trong bóng đá. Và mình cũng hy vọng là cái video ngày hôm nay sẽ mang cái vấn đề này một cách nữa đến gần hơn đến những cô bạn quan tâm đến nó. Và nếu thích video hãy cho chúng mình một like và một lượt đăng ký bên dưới, đừng quên nút chuông để không bỏ lỡ video nào của Cả Bóng Đá. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong Q&A của tuần sau. Dizemos não ao racismo. Decimos no al racismo. No al racismo. No al racismo. No to racism. No to racism. No al racismo. No al racismo.